Xin chào các bạn nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video quay về cảnh nước khỉ vi ba. Cứ đi từ từ là nó tự tránh mình. Với cái đề tài là mọi người cho khỉ ăn và vui chơi với lại các chú khỉ rất là dễ thương nha các bạn. Mà các bạn xem nha. Xe của con hả? Hả? Ừ đó. Mình coi chừng nó nha. Nó phá lắm. Đừng đụng đụng đụng. Rồi nó cắn rồi chú. Ừ đúng rồi. Chơi với nó, nói chuyện với nó nhưng phải hiểu ý nó. À. Nó không rồi. Ừ. Ê bậy. Cắn vậy thì nó bung cái ron ra rồi sao cu? Hả? Đúng không? Nó còn cự nữa. Ờ anh buồn ngủ anh ngáp. Bậy nha cô nha, không có được chơi vậy ha. Hello. Giỡn với nó nhưng mà không sợ nó đó thì giỡn được. Cắn lon kìa, tháo lon thì chỉnh không đỡ. Nghe nha. À chấp nói. Tháo luôn hả? Đưa nó đi. Đưa nó đi. Đừng có la, chơi nó nhẹ nhàng đừng la, đứng gần lại chút nữa. Đó. Anh này đẹp nè. Cái kiến hậu ở trong á anh khép lại luôn. Mấy con cu này quậy lắm. Quậy giống như khỉ vậy đó. Rồi nhảy qua chơi nữa à. Mình đừng có sợ nó. Mình đừng có sợ nó hù thôi. Trong đây nè.
Khô da nó mới uống được. Khô ra cho nó uống mà. Dễ cái kia nó nhịp đừng đưa tay không, đừng đưa tay không, đưa trái chuối thì được chứ đừng đưa tay không cho nó không biết bắt ta là gì đâu. Không, không có gì, đưa trái chuối thì được. Cho nó đi con, đó mấy con nhỏ kìa. Con kia nó bị giật. Lúc chút nè. Dạ đi, ta đang ăn rồi má. Cho con lớn miếng, cho con lớn miếng. Rồi thì mới có mấy nhỏ nó mới ăn được. Kêu à.